Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị. Thời tiết ở Hoa Kỳ, đặc biệt ở khu vực miền Bắc California mấy nay rất là nóng. Các nhà dự báo thời tiết đưa con số là 3D6, 3 số không trên 100 độ F. Và thưa quý vị, thời tiết rất là nóng bức. Một số anh em cảm thấy nó liên tưởng đến cái nóng của Sài Gòn. Nhưng mà nóng ở đây nó không có cái độ ẩm cao như Sài Gòn. Nhưng mà khiến cho chúng tôi đôi chút nhớ nhà, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một chút nói chuyện về nền kinh tế quê nhà trong cái thương chiến. Nhưng mà trước khi mà chúng ta biết là trong tuần này cái vấn đề lớn đó, của tuần này là cuối tuần này, thì khi quý vị nghe bài này thì cái phái đoàn thương mại của Mỹ và phái đoàn thương mại của ông Tập Cận Bình đã có mặt tại Osaka để mà họ chuẩn bị mở phiên họp vào thứ ba này, để mà nói chuyện những cái vấn đề nghị trình của ông Trump và ông Tập. Người ta quan tâm trước cái giờ mà hai bên ngồi xuống với nhau thì cái chuyện gì xảy ra. Và cái chuyện đó là một phần quan trọng của thế giới. Nhưng có khi cái chuyện Việt Nam nó lại là cái điều không giống như vậy. Mà cái ảnh hưởng của thương chiến ở tại Đông Nam Á thì có khi là thương chiến giúp cho Đông Nam Á phát triển rất là mạnh. Trong đó có Việt Nam. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành cho quý vị một chút thời gian để cùng chúng ta review lại, nhìn lại cái thương chiến trước khi mà hai ông Trump và Tập gặp nhau. Và thứ hai là Việt Nam và Đông Nam Á như thế nào. Và cái vị trí Việt Nam trong cái bàn cờ châu Á Thái Bình Dương đến giờ đến mức độ nào. Thì người cùng thực hiện chương trình này của chúng tôi chính là một gương mặt rất quen thuộc tất cả quý vị. Đó là anh Nguyễn Ngọc Bùi. Chào anh Bùi, thưa anh. Dạ. Tôi là Nguyễn Ngọc Bùi, xin kính chào quý vị và xin chào anh Nguyễn Xuân Nam. Chào anh. Dạ. Thì thưa quý vị, thì tuần trước thì anh em mình có nói vấn đề cuộc chiến này rồi. Thì thì cái câu mà bỏ lỡ để cho Tổng thống Donald Trump và Tập Cận Bình để quyết định đó, tức là có gặp nhau cuộc họp vào ngày 28-29 tại Osaka, Nhật Bản trong cái nhóm G20, tức là 20 cường quốc có cái nền kinh tế lớn nhất thế giới hay không. Thì như vậy cái câu đầu tuần vừa rồi thì chúng tôi bỏ ngỏ cái điều đó tại vì chưa có ai quyết định. Thưa quý vị, thì hôm thứ tư vừa rồi, Nguyễn Xuân Nam, thì Tổng thống Donald Trump gọi cho ông Tập Cận Bình thứ ba đàm thoại qua để điện thoại. Thì Tổng thống Donald Trump và chủ tịch Tập Cận Bình và hai nhà lãnh đạo lớn nhất thế giới đã khẳng định gặp nhau tại buổi họp bên lề ở G20 tại Nguyễn Xuân Nam. Thì và Nam muốn nói gì nữa? Chà, cái vấn đề này nè, câu hỏi đầu tiên Nam dành cho anh Bùi là thế này. Người ta muốn lắng nghe thử chút xíu, đánh hơi thử tư xíu cái quan điểm Trung Quốc trước cuộc họp này như thế nào. Cho nên dư luận rất là ngỡ ngàng khi mà thấy thái độ cương của Trung Cộng trên tờ xã luận, trên cái bài xã luận của tờ Nhân dân Nhật Báo. Anh thì nói đôi chút về cái nội dung bài xã luận này mình. Thưa quý vị, trước đây thì bên phía Trung Quốc họ vẫn cẩn trọng như thường anh Nguyễn Xuân Nam. Họ nói là họ cương quyết, họ chiến đấu đến cuối cùng. Nếu như mà Mỹ tiếp tục cái vấn đề một cuộc chiến thương mại này, họ không từ bỏ. Và họ nói đừng nên đánh giá trị thấp cái ý chí và cái kiên cường của người dân của Trung Cộng. Thì họ nói thì họ có hai cái yếu tố mà sắc đá mạnh nhất, đó là sức mạnh và cái thực lực kiên trì. Cái đó, cái sức mạnh của họ và kiên trì của họ, cái đó nếu như Mỹ mà vẫn tiếp tục cuộc chiến với thương mại này, họ vẫn đánh đến cùng luôn, họ không từ nào. Họ nói như vậy. Nếu có một sự mà đối thoại, tức là đối thoại có thể cách bình đẳng thì họ có thể họ ngồi đối chuyện với nhau, tức là hai bên đều win-win với nhau, họ nói họ ngồi nói chuyện, họ nói như vậy. Và đồng thời cái Nhật Báo đây là tiếng nói cơ quan ngôn luận của đảng của Cộng sản Trung Cộng á, thì họ lên tiếng rằng họ nói là vừa qua Mỹ đã thất bại vấn đề tính toán về cuộc chiến tranh thương mại một cách sai lầm, tức là mọi cái chi phí là đổ dồn cho những người tiêu dùng của Hoa Kỳ. Cái thứ hai nữa, tức là chi phí sinh hoạt mà càng ngày càng cao hơn do cuộc chiến về thương mại của họ mà phát động từ phía Hoa Kỳ. Thì bên phía đó thì họ nói thế này, nếu như phía Mỹ họ tỏ ra một thiện chí để ngồi đàm phán thì họ ngồi lại để đàm phán vấn đề cuộc chiến tranh thương mại giữa hai bên cùng có là quyền lợi với nhau, tức là họ dùng chữ win-win đó,
tức là họ quyền lại với nhau. Thưa quý vị, cho đến bây giờ họ vẫn còn khẳng định như vậy, thưa anh Nguyễn Xuân Nam. Thì tuy nhiên vừa rồi thì quý vị thấy rằng là ông đại diện thương mại của Hoa Kỳ cũng gọi điện thoại nói chuyện với ông phó thủ tướng Lưu Hạc, tức là người dẫn đầu phái đoàn để đàm phán, thì có thể dàn xếp như thế nào cho cuộc họp mặt sắp tới Osaka Nguyễn Xuân Nam? Thì đó sơ qua cái vấn đề mà phía bên của Trung Cộng như vậy. Còn phía bên Mỹ thì có hơi khác một tí, thưa Nguyễn Xuân Nam. Có thêm bên phía Mỹ, thưa quý vị, thì bây giờ Tổng thống Donald Trump có nhiều cái sức ép lắm. Thì quý vị thấy rằng là vừa qua thì bên phía Bộ Thương mại hoặc là Văn phòng về Thương mại thì họ đưa ra cho 7 ngày họ kêu gọi các nhà bán lẻ, rồi các doanh nghiệp, rồi cả các công ty thương mại, các nhà sản xuất cũng như về nông nghiệp như vậy, để xem thử cái ý kiến của các cái tổ chức này như thế nào để có áp dụng là trên 300 tỷ thuế hàng hóa cái tổng cộng nhập vào Hoa Kỳ như thế nào hay không. Thì thưa quý vị, đó là sức ép rất là nặng đến với Tổng thống Donald Trump. Thì cũng tuần trước đây quý vị thấy có 500 các cái 500 công ty 600 và 600 anh và 140 đại diện cho các doanh nghiệp viết một bức thư cũng là dùng sức ép để Tổng thống Donald Trump nói rằng là vấn đề xem xét lại cái vấn đề cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Cộng, tức là đánh thuế hàng hóa từ Trung Cộng nhập vào Mỹ, thì các nhà bán lẻ và các nhà sản xuất họ thiệt thòi rất là nhiều. Bên cạnh đó là nông nghiệp, về giới nông nghiệp họ cũng lộ lã thất thu nữa, tức là cái thu nhập của nông nghiệp quý vị thấy rằng là cái quý đầu vừa rồi đó là họ mất đến 11.8 tỷ Mỹ kim. Do đó họ cũng lên tiếng rằng là để xem lại cuộc chiến tranh thương mại. Và đồng thời các cái công ty mà công nghệ của Hoa Kỳ, trong đó có Qualcomm, là Intel, vân vân, thì họ nói rằng trong thời gian vừa họ lộ lã. Do đó Tổng thống Donald Trump bị sức ép rất là nhiều ở trong cái vấn đề mà nội bộ không thôi, chứ đừng nói là vấn đề nước ngoài nữa. Còn phía nước ngoài thì ví dụ các nước châu Âu chẳng hạn, trong đó có các nước cường quốc của châu Âu, Pháp, Đức, thì họ cũng có những cái thắc mắc là không biết rằng Tổng thống Donald Trump có là độc quyền bảo hộ về cái nền kinh tế của Hoa Kỳ mà không ngỏ ngàng đến họ nữa hay không. Rồi vấn đề chi phí cho quân sự, rồi mất cân đối vấn đề mậu dịch ở xuyên Đại Tây Dương và đồng thời cái hiệp ước Iran nữa, thì làm cho Tổng thống Donald Trump rất ép rất là nhiều. Thì không biết rằng là Tổng thống Donald Trump có cái quyết định gì để chuẩn bị cho mình, mở cho mình một lộ trình để đi đến để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình sắp tới đây trong cái hội nghị G20 là không. Và một phía thì họ nói thế này, bây giờ sức ép của Tổng thống Donald Trump nói rằng là không cái áp đặt thuế hàng hóa từ Trung Cộng và Hoa Kỳ không phải là người dân của Hoa Kỳ có lợi, mà chính là người dân Hoa Kỳ, người tiêu thụ Hoa Kỳ là họ bị chịu thiệt thòi nhiều nhất. Đồng ý có một số họ có lời mà thôi, còn đa số thì người dân Hoa Kỳ là chịu thiệt thòi. Nhưng Tổng thống Donald Trump nói thế này là nếu như mà chúng tôi áp đặt thuế hàng hóa từ Trung Cộng và Hoa Kỳ thì cái thuế đó có lợi cho Hoa Kỳ và người Trung Cộng phải trả cái thuế đó. Và bộ ngân khố của Hoa Kỳ hàng năm như vậy được nhận khoảng trên 100 tỷ Mỹ kim, đó là Tổng thống Donald Trump nói như vậy. Do đó cái sức ép từ phía các doanh nghiệp, từ các nhà sản xuất cho đến các cái công ty về công nghệ của Hoa Kỳ, mà quý vị thấy rằng là ngày 15 tháng 5 vừa rồi thì Tổng thống Donald Trump đưa ra một cái sắc lệnh, tức là cấm các cái công ty công nghệ của Hoa Kỳ là giao thiệp buôn bán với công ty Huawei hoặc là các công ty công nghệ hay là viễn thông của Trung Cộng, nếu như mà có quan hệ là giao dịch buôn bán phải qua Bộ Thương mại, phải qua chính phủ. Tính như vậy, quý vị thấy vừa rồi Qualcomm này, rồi Intel này, rồi Micron cũng ép Tổng thống Donald Trump hãy xem xét lại vấn đề này, chứ chúng tôi lộ là quá thì nhiều rồi. Cho đó các ông xem thử phải nên giảm cái vấn đề mức mà đánh phạt hay là cái giấy phép của Huawei là chúng tôi để giao thương với Huawei đi. Quý vị thấy bây giờ Tổng thống Donald Trump có nhiều sức ép như vậy. Bên phía Trung Cộng thì chúng ta đã nói, tức là họ thấy được cái liên minh của đồng minh của Mỹ ở châu Âu là có những cái sức mạnh mà phía châu Âu họ đang nghi ngờ
của Hoa Kỳ, tức là vấn đề chính sách bảo hộ của Tổng thống Trump á, họ thấy lấy cái thế đó bởi vì họ làm eo, thì không biết rằng giữa Tổng thống Donald Trump bị sức ép đó, giữa ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Tập Cận Bình có là đang cương như vậy, họ nào họ có sức mạnh, họ có sự chịu đựng được, và họ đừng đánh giá thấp cái ý chí cương quyết của người dân. Thì không biết rằng là cuộc họp gặp mặt ở G20 tại Osaka của Nhật Bản thì liệu đem đến được kết quả gì. Thì tuy nhiên có một số họ nhận định thế này: nếu như mà chuyện xảy ra tốt đẹp thì đây là một cái giai đoạn mới bắt đầu cho những cuộc nói chuyện, một cuộc đàm phán. Mà nếu như mà cuộc nói chuyện mà sắp tới đây không thành á, thì như vậy những gì xảy ra là những cái xảy ra tức là có hại cho người tiêu thụ nhiều hơn. Thưa quý vị, chúng tôi muốn đưa ra cho quý vị thấy rằng là sự khó khăn của bên phía Mỹ bị một sức ép rất nặng nề đó, thì không biết Tổng thống Donald Trump giải quyết như thế nào. Còn phía bên Trung Cộng, họ có những cái lợi thế của họ, những cái lợi thế đó thì như vậy giống như là một cái tảng băng nhỏ nổi trên mặt nước thôi, có ở phía dưới một cái phần rất lớn. Mà có thể quý vị thấy rằng là anh Nguyễn Xuân Nam sẽ trình bày quý vị những cái sức ép hiện nay Trung Cộng bị tấn công và bị ăn đòn bởi những quốc gia nào. Thì quý vị sẽ nghe anh Nguyễn Xuân Nam sẽ tiếp tục góp ý thêm và có thể bàn luận thêm vấn đề này. Xin mời anh. Câu nhân làm Tổng thống Mỹ cũng khổ thiệt thưa quý vị. Chuyện Iran thì chưa xong, thấy không? Venezuela còn ngổn ngang đó, chuyện thương chiến còn ngổn ngang đó, bây giờ ông lại Bắc Hàn rồi bị tố cáo này tố cáo nọ, rồi lại bay qua, bây giờ chuẩn bị bay qua tới Nhật Bản để tham dự G20 trong cái trận chiến cũng nhức đầu lắm. Thì trước cái giờ mà hai bên ngồi xuống thì báo chí bàn rất là nhiều, bàn rất nhiều cái khả năng có thể xảy ra. Nhưng mà một trong những cái lý do đó, báo chí Mỹ tự do, các nhà viết tha hồ mà họ suy luận, họ đưa ra những quan điểm độc lập của họ. Nhưng mà cái báo chí Trung Cộng thì nó có chỉ đạo là báo chí là phải thể hiện quan điểm của đảng. Thì cái tính đọc báo chí Trung Cộng tôi thấy đảng đang nghĩ gì, chính phủ Trung Cộng đang nghĩ gì. Thì trên cái tờ Nhân dân Nhật Báo ngày hôm qua đã có một bài viết rất là thú vị, nó thể hiện khá kỹ cái quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Cộng trước cuộc thương chiến này. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc thảo luận, cuộc họp của ông Tập Cận Bình với ông Tổng thống Donald Trump. Mà nếu như ông Tập Cận Bình mang cái ý kiến đó của đảng vào trong bàn hội nghị với ông Trump là có thể ông Trump đứng dậy đi ra nữa. Người ta nghĩ rằng nếu như ông Tập Cận Bình mang ý kiến này của đảng trên như tờ báo Nhân dân á, thì ông Donald Trump sẽ đứng dậy đi ra giống như ông ở Hà Nội, ông bước ra khỏi phòng họp với ông Kim Jong Un. Thì nếu mà ông Trump kỳ này đứng dậy bước ra khỏi phòng họp với Tập Cận Bình thì chuyện lớn. Thì báo đảng của Trung Cộng, tờ Nhân dân Nhật Báo nói cái gì? Thì thứ nhất, họ đặt vấn đề thứ nhất là Mỹ có thiện chí gì không? Nếu Mỹ thiện chí muốn giải quyết cuộc chiến tranh thương mại thì Mỹ phải làm gì? Thứ nhất là phải đặt cái nền tảng Equal Dialogue, đối thoại bình đẳng. Không chơi kẻ trịch thượng, không chơi kẻ trên. Đối thoại bình đẳng, Equal Dialogue. Thứ hai nữa, phải nhắm vào mục đích là win-win situation, là hai bên đều chiến thắng và lắng nghe nhau, tôn trọng nhau, quan tâm những vấn đề chủ quyền, nguyện vọng của nhau. Và cái vấn đề thứ ba là điều kiện tiên quyết là Mỹ phải bỏ ngay tất cả những cái thuế áp đặt của Mỹ đã áp đặt lên cho Trung Cộng. Thì tôi nghĩ nếu mà ông Tập Cận Bình mình nói ba điều này ra thì hai điều đầu thì vấn đề lý thuyết thôi, nghe thì nghe cho vui vậy thôi, đúng không? Nhưng bảo mà Mỹ bỏ đi những cái vấn đề mà áp đặt thuế thì đó giống tắt tay mà ông Trump, đứng dậy bỏ đi về thôi. Tính khí của ông Trump là ông nóng, đứng dậy đi về thôi. Thì chuyện lớn. Do vậy cái cách của Trung Cộng, cái xì phé nó quá độ, đánh xì phé quá độ. Và cái thứ hai nữa đó, Trung Cộng can thiệp vào đời sống nước Mỹ, tôi nói khá rõ ràng qua cái bài xã luận này, là cho rằng cái quyết định mà tăng thuế đó của ông Trump đó, có hại cho nhân dân Mỹ, không quan tâm đến quyền lợi và sự của nhân dân Mỹ, sự phát triển nền kinh tế nước Mỹ, sự phát triển nền kinh tế của thế giới. Bởi vì sao? Họ cho rằng người tiêu thụ thiệt thòi,
kinh tế thế giới thiệt thòi. Cho nên ông Trump là gì? Đối với Trung Cộng á, là không cân bằng, không tôn trọng, không? Đánh thuế bậy bạ, và cái ảnh hưởng không quan tâm đến người dân trong nước, không quan tâm đến người tiêu thụ trong nước, ảnh hưởng kinh tế trong nước xấu và ảnh hưởng kinh tế thế giới xấu. Như vậy có thể nói bài xã luận của Trung Cộng trên báo Nhân Dân là một cái bản cáo trạng về những hành vi mà phải nói là sai lầm của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà họ đi thêm một cái kết luận nữa là nếu có thiện chí thì họ gọi lại với bờ bàn, còn không có thiện chí là bàn bạc như vậy họ đánh nhịp cho Mỹ chơi, và không có thiện chí thì họ đánh tới cùng, họ fight to the end, họ đánh tới cùng luôn. Thì như vậy đó, có thể thực sự khi đọc cái bài xã luận đó, chúng ta thấy không khí dọa nạt, không khí dọa nạt hăm he tối đầu tư, thì cái đó là một cái vấn đề lớn. Thì nếu mà Trung Cộng mà không bỏ, chúng tôi thấy là chúng tôi với anh Bùi, với anh Dũng đã thưa quý vị rất nhiều lần là đảng và quân đội Trung Cộng rất là hiếu chiến, rất là hiếu chiến, trong khi đó cái giới trí thức, giới thái tư đảng thì họ nhìn theo khía cạnh khác. Nhưng mà tại vì tờ báo đảng, cho nên Tập Cận Bình đứng vào cái thế là cũng rất là khó. Nghe bên đảng, nghe quân đội, hay nghe quan điểm của giới trí thức, giới học giả, giới khoa bảng, thì cái đó là cái thế khó. Cho nên Tập Cận Bình mang cái miệng nào, cái lưỡi nào, cái trí nào đến gặp ông Trump. Nếu mang cái trí của đảng và quân đội thì bể. Mà mang cái trí của cái lưỡi, cái miệng của giới mà nghiên cứu, giới học thuật, giới chính sách để mà thảo luận với ông Trump ấy, thì giới chính phủ và giới đảng sẽ chống. Cho nên ông Tập Cận Bình bây giờ rất là khó khăn lắm. Nhưng mà trong lúc đó thì không phải là ông Trump nữa. Cho nên ông Trump sẽ đứng trước ông Tập Cận Bình nào? Bởi đó là vấn đề. Ông Trump mới đứng trước ông Tập Cận Bình nào, lập trường gì trong bàn hội nghị này, đó là vấn đề lớn. Thứ hai, là như mình Mùi vừa nói, cái một vấn đề rất lớn xảy ra đó, là cuộc tranh luận ai sẽ chịu cái tiền thuế gia tăng này. Mà cái tiền thuế gia tăng đối với Trung Cộng đó, nó sẽ tác động nền kinh tế của Đông Nam Á cái kinh khủng, và chúng ta sẽ nói phần thứ hai. Quý vị thấy bây giờ Bangladesh vỗ tay vui mừng, Malaysia vỗ tay vui mừng, Việt Nam vỗ tay vui mừng, Thái Lan vỗ tay vui mừng, nhiều nước Đông Nam Á, Ấn Độ vỗ tay vui mừng, Đài Loan vỗ tay vui mừng, bởi vì tất cả đang được hưởng một cái lợi thế rất là lớn là hứng được những cái đầu tư của ngoại quốc vào các nước này khi mà họ bỏ chạy khỏi Trung Quốc. Nó giống như một cái Trung Quốc bây giờ giống như cái thay ma và một bầy kênh nó ăn thịt vậy. Thì bao giờ cuộc đời nó vậy Mùi. Cái đôi khi cái buồn người này là cái vui người kia, cái thất bại người này là thành công người khác. Cái mà buổi tối bên Hoa Kỳ thì là buổi sáng ở Việt Nam. Cho nên chúng ta nhìn vào cái thế, cho nên cái thương chiến là một cái hại cho Trung Cộng thì lại là các nước nó vui mừng. Thì chúng ta sẽ nói phần ở sau. Bây giờ nói về cái phần mà cái tranh luận ai là người chịu, thì chúng ta thấy là Mỹ đã đánh thuế từ 10% đến 25% hàng trăm tỷ Mỹ Kim, và đang muốn xem xét việc đánh thuế thêm 325 tỷ Mỹ Kim nữa, cũng lên tới 25% hoặc cao hơn. Thì ông Trump tuyên bố là nếu mà hội nghị tại Osaka mà không gặp ông Bình hay là không xong á, thì ông sẽ áp thuế thêm. Đó là đe dọa Tổng thống Trump. Thế thì ai chịu cái tiền tăng thuế? Ví dụ như mặt hàng này, ví dụ như một cái tách này, hồi trước nó bán chẳng hạn 1 đồng đi, cái thuế là 10%, bây giờ nó lên 25% thì tăng thêm 15 cent nữa, thì ai chịu cái 15 cent đó? Thì ông Tổng thống Trump cho rằng Trung Cộng chịu cái tiền thuế này. Nhưng các nhà kinh tế
và các nhà bán lẻ, cái liên đoàn bán lẻ quốc gia Hoa Kỳ gồm có rất là nhiều công ty lớn của nước Mỹ, đấy mùi đấy 600 công ty lớn, thì cái liên đoàn bán lẻ của Hoa Kỳ, liên đoàn các công ty bán lẻ Hoa Kỳ, Walmart, Target, Sears, JCPenney, Toys hay là, thì cái liên đoàn đưa đến kết luận là các nhà kinh tế của Mỹ đưa đến kết luận là người tiêu thụ Mỹ chịu hầu hết gần như tuyệt đối, như vậy là người tiêu thụ Mỹ thiệt. Ông Trump cứ nói là tàu chịu, nhưng mà bên các nhà kinh tế cho rằng tàu nó bị thiệt hại nhưng không nặng, cái chính là người tiêu thụ Mỹ thiệt. Thì họ đo, thì hiện nay trước cái giờ họp á, thì nếu người ta đang, nếu như mà tăng thêm cái thuế mà 325 tỷ lên 25% nữa, phần còn lại tất cả hàng hóa Trung Quốc cộng lên, thì người tiêu thụ Mỹ phải thiệt thòi một năm là khoảng bao nhiêu anh? Khoảng là 18 tỷ. 18 chấm mấy tỷ, 19 tỷ. Dạ, 19, khoảng 19 tỷ. Khoảng mình round up, qua tròn là dễ nhớ không? Khoảng 19 tỷ. Thì cái người tiêu thụ Mỹ một năm phải chi thêm khoảng 18, 19 tỷ. Thì cái đó, đó thì các công ty mới đứng ra cùng ký tên mà xin Tổng thống Mỹ xem xét lại cái chính sách mà thuế má này, và có cái cách khác, có cách nào, nếu không phải là giải quyết vấn đề thuế má thì liệu có cách nào khác tốt hơn để giải quyết không. Thì đó là cái vấn đề tranh luận tại nước Mỹ. Thì ông Trump cũng rất là khó, có thể nói là cũng rất là khó là phải đi vào cuộc họp đó. Chúng ta thấy không biết ông Tập Cận Bình sẽ đến cuộc họp gặp ông Trump làm Tập Cận Bình nào, ông Trump nào chứ. Bây giờ ông Trump đến cuộc họp thì ông Trump nào đến cuộc họp, ông Trump có tư tưởng nào? Nếu ông Trump có tư tưởng, tại vì trong nội bộ cố vấn Trump cũng làm ba phe, và ba phe này cũng không có chịu nhau. Phe diều hâu, Robert Lighthizer rất diều hâu, Biden Navarro rất diều hâu, nhưng mà Curlo thì lại trầm tính, Robert Cross trầm tính, và ông Mnuchin thì bảo thủ. Cho nên trong cái giới mà cố vấn của Donald Trump ấy, là ba phe đang tác động vào ông Trump. Có phe đồng đánh tới cùng như là Peter Navarro, cái tác giả cuốn mà chết dưới tay Trung Quốc, hay là Lighthizer, giám đốc thương mại, hay là ông mà cựu cố vấn an ninh quốc gia, cựu đệ nhất của quân sư là ông Steve Bannon, là đánh tới cùng, không nương tay, nhưng có khuynh hướng là đàm phán vừa phải, có khuynh hướng là tìm giải pháp khác. Thì ông Trump cũng vậy, đến cuộc họp Osaka thì với là ông Trump nào? Cho chúng ta thực sự hai ông bằng xưa bằng thịt là ông Trump gặp ông Tập Cận Bình, nhưng cái đầu, cái quan điểm á, thì ông Tập nào và ông Trump nào, cái khuynh hướng nào đang sẽ đến với ông, mang khuynh hướng nào đến với cuộc họp, chúng ta chưa biết. Đó là ẩn số rất là thú vị, ẩn số rất thú vị. Cho nên chính vì như vậy chúng tôi sẽ theo dõi rất là sát sườn cái hội nghị này và sẽ gửi đến quý vị những thông tin mới. Tuy nhiên cái điều này đọc cũng thú vị lắm, là trong khi cái con mà con một cái con quái thú Trung Cộng đó, bị phanh thây xẻ thịt đó, thì có thể thưa quý vị rất là nhiều kinh tế nhỏ đang hưởng lợi rất là lớn. Mà cái điều thú vị thứ hai nữa, thì cái cuộc chiến mà đầu tư vào hạ tầng cơ sở các quốc gia Đông Á thì giờ Nhật đang dẫn qua Trung Cộng, Trung Cộng thua Nhật, thì đó là một hiện tượng khá lạ. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự ảnh hưởng tới Việt Nam như thế nào, thì chúng tôi xin mời Bùi có đề cập vấn đề này thưa. Thưa quý vị, thì cái vấn đề mà trước đây khi mà Trung Cộng nói vấn đề mà Mỹ đưa ra một cuộc thương chiến, thì bây giờ Trung Cộng họ chuẩn bị rồi, những giờ họ chuẩn bị vành đai một con đường, rồi họ chuẩn bị đầu tư cả hạ tầng cơ sở các nước khác, không những Đông Nam Châu Á mà còn trên cả trên thế giới nữa. Thì ngay khi mà quý vị thấy Tổng thống Donald Trump đắc cử vào tòa Bạch Ốc không thôi, thì như vậy Tổng Thủ tướng Nhật Bản, tức là ông Abe, tức là người đầu tiên đã đến viếng thăm
Tổng thống Donald Trump. Thì không biết mình biết sau hậu trường như thế nào, nhưng sau khi cuộc chiến của thương mại đã xảy ra 2018, thì quý vị thấy rằng là Trung Cộng phát động một phong trào của gọi là đi đầu tư và xây dựng các hạ tầng cơ sở, trong đó có các nước châu Á, Đông Nam châu Á và các nước khác trên thế giới mà chúng tôi đã trình bày rồi. Thì tờ báo vừa qua thì cho biết rằng là không phải Trung Cộng dựng đầu mà đầu tư các cái phần hạ tầng cơ sở các nước Đông Nam châu Á, mà bây giờ chính là Nhật, người Xuân Nam Nhật là Nhật đầu đầu tư vào các nước Đông Nam châu Á. Nhật đầu tư lên đến khoảng là 300 tỷ Mỹ kim cho, trong đó có 6 nước có cái nền kinh tế lớn nhất, trong đó có Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, đầu tư đến khoảng 367 tỷ Mỹ kim. Mà riêng cho Việt Nam không đã 209 tỷ rồi, người Việt Nam, tức là con số là trên một nửa, trên một nửa rồi đâu rồi. Mà đầu tư vào cái tuyến đường mà cao tốc, đường xe lửa, mà trước đây là mình cũng đã nghe rằng rong rêu nào là coi như là bến trong cầu họ muốn đầu tư vào đó, họ có cái hợp đồng đó đến người Việt Nam đầu tư từ Hà Nội đến Sài Gòn á. Mà bây giờ là nghe đầu là thật là trong cái bản tin ngày hôm qua, thật là Nhật đã đầu tư vào Việt Nam về cái chuyến tàu lửa cao tốc từ Hà Nội đến Sài Gòn khoảng là rất lớn, khoảng 60 tỷ, gần 60 tỷ, gần 60 tỷ, như vậy là con số rất là lớn. Thì quý vị thấy đó là mới riêng Việt Nam không thôi, còn các nước khác nữa thì như Indonesia, Malaysia, rồi Philippines, rồi Thái Lan. Thì trong khi đó thì tại các nước thì hầu như là Nhật đổ tiền đầu tư để xây dựng hạ tầng cơ sở rất nhiều, chỉ có nước Indonesia thôi. Mà Indonesia tức là từ trước đến nay là bảng hàng chính của Trung Cộng rồi, thì mình nói rồi thì Trung Cộng đầu tư đó cũng hơi nhiều, đầu tư vào nhà thủy điện khoảng 17 tỷ. Còn khắp Đông Nam châu Á thì Nhật á, thì có rất là nhiều dự án hơn Trung Cộng, có đến 240 dự án tại Việt Nam, mà trong khi đó là Trung Cộng chỉ là 210 dự án mà thôi. Thì cái điều đó để nói cho quý vị thấy rằng là Nhật đã dựng đầu Trung Cộng, tức là mọi cái dự án, và đồng thời dựng đầu vấn đề số tiền đầu tư vào hạ tầng cơ sở. Cũng không phải mình trước đây mình nghe là Trung Cộng đi vung vãi tiền khắp nơi, thì sẽ không ngờ rằng là bây giờ có những cái báo cáo rất là rõ ràng, tức là Nhật đã dựng đầu Trung Cộng rồi. Và nếu như Nhật á, quý vị thấy Nhật mà đi đầu tư thì có thể mình tin tưởng hơn, tin cậy hơn. Tại vì nhất là Mỹ, xin lỗi quý vị, Nhật họ làm rất là có thiện chí, và cái thứ hai nữa họ chất lượng được bảo đảm, và đâu không thấy không trảo trở gì như Trung Cộng. Thì như khi mà họ đầu tư hoặc là hợp lý, họ có được một cái hợp đồng chẳng hạn với cái giá tiền họ đặt cược rất là thấp, đến khi họ bắt tay vào rồi họ thay đổi, rồi có thể rằng là công việc phát sinh rồi thay đổi tiền bạc này kia nọ, thì có thể Nhật họ không có thể sụp khuôn giống như Trung Cộng, có thể mình tin tưởng được hơn. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng là không biết rằng là phía sau Đông Nam châu Á thì bây giờ trong một trong những nước mà có quyền lực và lớn nhất, trong đó có 10 quốc gia, thì trong đó có Mỹ là có sự có quyền lực châu Á Thái Bình Dương chứ không phải là không, mà bên cạnh đó là phía sau có Nhật Bản để hỗ trợ cho Mỹ. Thì mặc dù bây giờ Tổng thống Donald Trump có những cái trở ngại về châu Âu chẳng hạn, nhưng phía châu Á Thái Bình Dương là luôn luôn Mỹ vẫn là có một chủ quyền, có một quyền lực rất là lớn ở đó. Thì đó là một trong những cái đầu tư của Nhật. Mà đặc biệt là có thể là anh em chúng tôi nói thêm về Nhật đầu tư tại Việt Nam, và nhờ cái cuộc chiến đó có thể là Trung Cộng thất bại, mà các nước Đông Nam châu Á thì họ được hưởng lợi nhiều hơn. Thì quý vị thấy khi một cuộc thương chiến như vậy thì các cái công ty của các nhà ngoại quốc chẳng hạn, để bây giờ họ muốn trốn thuế, những cái áp thuế vừa rồi của Hoa Kỳ thì họ chuyển những cái công ty của họ sang các nước lân cận, thì trong đó có Việt Nam, trong đó có Thái Lan hoặc Indonesia, rồi Philippines vân vân, những quốc gia này hưởng lợi. Rồi ngay cả các nhà đầu tư nữa thì sợ sự bất ổn của cái nền kinh tế của Trung Cộng, thì họ đem tiền để họ đầu tư vào các nước khác, thì vô tình cái cán cân là cái thương mại trên thế giới ấy, họ thay đổi chiều, và cho đó có những nước mà gần gũi đó thì họ hưởng lợi rất là nhiều. Thì đó, trong đó có Việt Nam. Thì Việt Nam là một trong những nước mà được hưởng lợi qua cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Cộng. Thì liệu Việt Nam có phải là một trong những cường quốc, và Việt Nam có phải là một trong những nước mà đang phát triển mạnh trên cái nền kinh tế của, so với nền kinh tế thế giới, hoặc là so với nền kinh tế của các nước châu Á Thái Bình Dương hay là không? Phải là Nguyễn Sơn Nam? Dạ. Xin mời anh. Dạ. Có cái điều càng về trưởng thành chừng nào chúng ta học
cuộc đời là cái mặt mà hai mặt của một vấn đề. Nhìn á, nhiều lúc hồi nhỏ anh Mùi biết không, cho nhìn thấy cái này không nhìn thấy phía sau, nhìn trái mà không nhìn phải. Nhưng mà lớn rồi thành bại nó nhìn, cho nên hồi xưa các cụ dạy rất là hay, anh không, thất bại là mẹ thành công. Hồi nhỏ em đọc cái câu thì sao nó ngượng ngạo ấy. Thất bại là thất bại và thành công là thành công. Tại sao thất bại là mẹ của thành công? Anh không, thì cái thất bại là mẹ thành công, là trong cái thất bại đó ta thấy được cái bài học của sự thành công, đúng không? Do vậy trong cái tối nó có cái sáng, trong ngày nó có đêm, trong âm nó có dương. Cho lý thuyết mà nhị nguyên của Đông Phương đó, nó rất có lý. Trong đen có cái trắng, trong đen có trắng. Thì trong cái toàn cảnh của nền kinh tế của thế giới trong thương chiến thì nó có những cái điểm tối. Tuy nhiên là đến giờ này theo tổng kết là Việt Nam thắng lớn, Taiwan thắng lớn, Bangladesh thắng lớn, Thái Lan thắng lớn, Malaysia thắng lớn, Indonesia thắng lớn, tự trung lại Ấn Độ thắng cũng lớn. Tự trung lại cái chữ mà ta dùng, cái các công ty quốc tế, cái FDI nó relocation lại, nó tái phối trí lại, nó tái định cư trở lại, thì nó chuyển từ Trung Cộng đi sang các nước gần đó, thì các nước này hưởng được cái sự đầu tư vào nhiều. Và họ hưởng công nhân nước đó, thay vì phải đi làm thuê ở nước khác, thì bây giờ họ làm thuê cho ngoại quốc ngay trên sân nhà của mình, ngay trên quê hương của mình. Họ có công ăn việc làm ngay trên quê hương của mình, thì điều đó là điều mừng cho một số quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta. Nhưng mà cái điều á, cho nên nhưng mà cái bản tin á thì chúng ta đã ít nhiều ta thấy được và đã nói trong một vài tuần qua. Nhưng bản tin mà làm cho tôi chú ý nhiều là cái đầu tư của Nhật Bản đã thắng cái đầu tư của Trung Cộng trong phát triển hạ tầng của Đông Nam Á. Quý vị có thể tưởng tượng một năm như vậy, các nước Đông Á nó cần khoảng trên 200 tỷ Mỹ Kim, 10 quốc gia Đông Nam Á cần khoảng trên 200 tỷ Mỹ Kim mỗi năm từ đây đến năm 2030 để phát triển cơ sở hạ tầng ở bẹp của mình. Được không? Thì chúng ta thấy rằng cái số như mà chúng ta thấy là khoảng mười mấy hai chục năm, mười mấy năm một năm mà 200 mấy chục tỷ là cần mấy ngàn tỷ Mỹ Kim. Thì các đại gia nào bỏ tiền ra, các ngân hàng phát triển Á Châu bỏ tiền ra, vay vốn từ đó, vay vốn từ Nhật Bản, vay vốn từ Trung Cộng. Lâu nay Trung Cộng là một tay hào phóng, nhưng mà lần này đó anh Trung Cộng phải nhường bước với Nhật. Nhật bây giờ vượt qua Trung Cộng trong đầu tư của Đông Á. Mà riêng cái đầu tư của Trung Cộng vào Việt Nam á, Nhật Bản thua cái đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam. Nhật Bản đầu tư Đông Nam Á là gì? Là 367 tỷ. Mà trong đó Nhật Bản đầu tư cho Việt Nam hiện nay là 209 tỷ. Trên 50% đầu tư Nhật Bản là vào Việt Nam. Chú thấy cầu cống cảng, cầu vượt, cầu viết, đường xe lửa Bắc Nam tốc hành, v.v. xe dưới bàn tay của Nhật Bản. Thì cái bộ mặt Việt Nam sẽ thay đổi rất là nhanh. Từ cái đầu tư Trung Cộng 155 tỷ, đầu tư của Nhật Bản 209 tỷ thì có thể nói rằng cái đời sống, cái hạ tầng cơ sở, cầu cống, hải cảng này nọ, phi trường này nọ sẽ được gần như là thay mới 100%. Gần như thay mới. Và như vậy chúng ta thấy sẽ nhìn các nước Đông Á tráng lệ hơn. Và tới năm 2030 thì các nước Đông Á, những Lào, những Campuchia, những Việt Nam, những Bangladesh, những mà Myanmar, những Miến Điện, những là Indonesia là nó hoành tráng. Thì đó, chúng ta thấy là cái thời kỳ này thì song song một lúc đó thì tạp chí quốc phòng của Mỹ thì cho biết là với sự khó khăn của Trung Cộng về vấn đề tài chính hiện nay, cái vấn đề vốn đầu tư ra ngoài quốc lại xuống, không? Ảnh hưởng ra ngoài quốc lại xuống, cộng thêm cái vành đai một con đường cũng đang bị kẹt vốn, cộng thêm hải quân của Trung Cộng bây giờ đó phải cắt bỏ nhiều công trình, nhiều cái hạng mục để phát triển, là Trung Cộng bây giờ thu mình lại,
không còn ồn ào náo nhiệt mà vinh váo như trước đây nữa. Anh biết họ dự tính đóng cái tàu mà có thể là dùng chiến thuật cái là Kavik, anh nhớ được Kavik strategy là gì biết không? Chiến thuật giống như cái bắp cải á. Anh thấy bắp cải nó tầng tầng lớp lớp, nó có những cái lớp bắp cải quấn cuộn chặt vậy này. Dùng cái đảo Trường Sa nhỏ vậy thì tàu của Trung Cộng á, nó quấn xung quanh cái đảo hàng ngàn chiếc, hàng trăm chiếc xuân kẹt chặt cứng cái đảo đó, nó giống như cái bắp cải đó. Thì Trung Cộng nào là từ hàng không bao hàm tới những cái tàu nhỏ, tàu đánh cá, tàu tuần dương, tàu hải giám đủ thứ, họ tràn ngập biển Đông và Đông Hải và biển mà Bắc Hải. Nhưng mà bây giờ đó họ phải thu lại nhỏ lại, tại vì trong lúc cái khoảng cách về mặt quân sự hải quân của Trung Cộng và Mỹ còn khoảng cách như 30 năm, Trung Cộng còn chạy tốc độ lớn hơn, chi nhiều hơn để đuổi kịp cái nền hải quân của Mỹ trong 30 năm tới. Nhưng bây giờ cái khoảng cách này nó xa hơn, bởi vì Trung Cộng không đủ sức, không đủ tiền chạy. Một vành đai một con đường cũng đang đứng trước cái khốn khó, và đầu tư ngoại quốc, trong đó cái đầu tư vào Việt Nam bị khốn khó, trong khi cái quyền lực quật ngược lại của Nhật Bản rất là lớn. Đó. Thì chúng ta thấy một điều này, trên một số quý vị ở Việt Nam trong nước cũng như Việt Kiều tại hải ngoại về thăm Việt Nam, đừng ngạc nhiên, không có chỉ Việt Nam không đâu, cả Bangladesh, cả Lào, cả Campuchia, cả Malaysia, cả Indonesia, một cái khu vực mà trước đây nghèo nàn lạc hậu thì sẽ trở thành một khu vực mà có thể là nhà cao cửa rộng khang trang. Nhưng mà cái đó mà chúng ta thấy là cái đó mà ngày xưa vì cộng tố Việt Nam chúng ta là gì, là phồn vinh giả tạo. Thì giờ chúng ta thấy Nhật bỏ ra chẳng hạn như 60 tỷ vào làm đường ray xe lửa Bắc Nam, hệ thống xe lửa Bắc Nam, để được cái gì? Đối với người tư bản là họ bỏ tiền để kiếm lời, họ có cho không đâu, họ bỏ tiền để kiếm lời. Như vậy thì nhìn thấy nó trù phú, nhìn thấy nó to tát, nhưng mà là công trình của ngoại quốc, chủ quyền của ngoại quốc, chủ nhân ngoại quốc, tiền vô túi họ, mai chiều là không thích nữa thì tao bỏ tao đi, giống Trung Cộng bây giờ vậy. Thì chúng ta đã nói là cái nền kinh tế nó đi vào đôi chân người khác mà. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nhìn thấy những khách sạn xây 7-8 tầng, mấy chục tầng, 5-70 tầng ở trên những bờ biển đẹp ở miền Trung Việt Nam, coi lại coi của ai, của Việt Nam hay của các hệ thống khách sạn thế giới, nó tệ thống. Họ mua đất rẻ, họ lấy nhân công rẻ, họ kinh doanh, họ làm lời trên cái mồ hôi của Việt Nam. Cho nên một số người tự hào cho rằng với sự lãnh đạo của đảng và chính phủ, cho nên đất nước bây giờ mới nhà cao cửa rộng, lâu đài, cầu cống như vậy. Thực sự lắp bàn tay của chủ nghĩa tư bản, và họ, đó là những cái công trình họ đi kiếm ăn, họ làm ăn, họ chẳng thương Việt Nam và chẳng phải sự giàu có Việt Nam. Do vậy đó, chúng ta thấy cái đầu tư chẳng, bây giờ chúng ta thấy rằng Trung Cộng bỏ ra 155 tỷ nó thương gì Việt Nam. Nhật bỏ 209 tỷ xây dựng hạ tầng này, cầu cống, đường xá, bến cảng này, hệ thống xe lửa này, để cho không Việt Nam à. Việt Nam đi không vé à. Bây giờ ai làm việc, ai kiếm lời, ai đầu tư? Do vậy chúng ta vẫn là những người thay vì bán mồ hôi trên xứ lạ, cái lời bây giờ người ta bán mồ hôi trên ngay sân nhà của mình, nhưng mà không có gì để mà tự hào, không có cái gì để cho rằng ca ngợi sự lãnh đạo của đảng ở đây. Mà chúng ta thấy rằng cái chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa kinh doanh đã đang thắng trên chiến trường Việt Nam. Nhưng cái điều đau lòng là cái điều này nè, mỗi năm như vậy những cái viện nghiên cứu họ đưa ra dựa vào nhiều cái lý do khác nhau, nhiều tiêu chuẩn khác nhau, từ mà kinh tế, ngoại giao, quốc phòng, văn hóa, xuất nhập cảng vân vân á, kháng kiến vân vân, để họ xác định là những cái cường quốc của một khu vực. Trong khu vực châu Á Thái Bình Dương nó có 28 quốc gia. Thì cái điều cho đến giờ này chúng ta thấy
Việt Nam có nằm trong 28 quốc gia đó, nằm trong cái 10 quốc gia thập cường trong châu Á Thái Bình Dương hay không? Xin mời Mùi. Dạ, thưa quý vị, thì khi mà nói đến vấn đề cường quốc trong các cường quốc vùng á, thì quý vị thấy rằng là trong đó có các nước Nhật Bản, Trung Cộng, Mỹ, Nga, Nam Hàn, Úc, Singapore, Mã Lai, Thái Lan. Thưa quý vị thì không, mặc dù bây giờ quý vị thấy rằng là có một số anh chị em người Việt của mình đi khi đi về Việt Nam qua nội trợ ở Việt Nam bây giờ phát triển rất là mạnh. Việt Nam có thể rằng là dẫn đầu vấn đề nền công nghệ chẳng hạn, vân vân. Và thấy bây giờ về Việt Nam thấy phồn vinh quá, nào đường xã, nào là nhà cửa, nào là hạt sự này kia nọ. Thì quý vị thấy rằng trong cái liệt kê vừa rồi thì quý vị thấy rằng Việt Nam không nằm trong 10 cường quốc ở trong vòng, và đồng thời cũng không nó phát triển một cách mạnh mẽ giống như là các nước ở Đông Nam Á, mà trong đó có thì như Indonesia, Singapore, vân vân. Thì trước đây anh Nguyễn Xuân Nam cách đây khoảng là 5-6 tuần rồi, tờ báo Bloomberg thì họ có predict rằng họ có dự đoán rằng tức là Việt Nam có thể năm 2030 có thể là dẫn đầu cái vấn đề công nghiệp chẳng hạn. Thì quý vị thấy rằng là nếu như mình nhìn những như vậy á, thì có một sự chấp vá là không thể có thực được. Tại vì bây giờ Việt Nam á, vẫn là nó theo cái mô hình của Trung Cộng, ăn cắp chất xám, rồi ăn cắp công nghệ thông tin, rồi vân vân như vậy. Thì đó là một cái xây nhà trên bãi cát mà thôi. Nếu như xây nhà như vậy thì làm sao mà nội chuyện sẽ tiến bộ một cách nhanh chóng được. Tại vì không phải là tự lập mà mình không bỏ tiền đầu tư, mà rồi người ta bỏ tiền đầu tư mình ăn cắp cái chất xám đó để là làm cho mình. Thì quý vị thấy rằng là Việt Nam không nằm trong là 10 quốc gia mà gọi là vùng châu Á Thái Bình Dương mà có cái tầm cỡ lớn. Thì ngay cả vấn đề mà xếp hàng là những cái nước mà gọi là ở tiến bộ tiến triển á, thì đồng ý có, thì Việt Nam là một trong những nước trung bình mà thôi, hiện đây phát triển rất là mạnh, thì nằm ở cái hàng trung bình mà thôi, Nguyễn Xuân Nam chỉ không phải là nằm cái hàng mà có thể rằng là top 10 được. Thì bây giờ thấy rất là rõ ràng cái điều đó, thì quý vị thấy bây giờ về Việt Nam mình thấy nhà máy sản xuất rất nhiều, mà hoàn toàn là nhà máy toàn dịch vụ không, Nguyễn Xuân Nam. Thì những máy mặc sản xuất những dịch vụ của cả công ty ngoại quốc, trong đó có Nam Hàn này, hoặc Trung Cộng em qua này, hoặc là Mỹ về này, hoặc là Đức đến này, thì đó hoàn toàn là những giá dụng công, những dịch vụ không, ta chỉ cũng phải là có những cái dây sản xuất. Ngay cả xe hơi, xe Ford của Mỹ chẳng hạn đi cũng về Việt Nam, thì như vậy cái lợi thế tức là nhân công rẻ. Điều thứ hai nữa tức là cái cơ sở sản xuất có thể tiện nghi hơn, rồi phân phối một cách tiện nghi hơn. Thì như vậy nói chung tóm lại tức là Việt Nam chỉ sử dụng nhân công của mình nhiều hơn. Ví dụ như bây giờ là Nhật đầu tư khoảng 60 tỷ Mỹ kim về cái hệ thống xe lửa chẳng hạn. Ví dụ quý vị thấy cái material tức là vật liệu ở đâu? Đâu phải họ lấy vật liệu từ Việt Nam đâu. Tất cả những cái vật liệu tức là họ tạo công ăn việc làm cho đất nước của họ nữa, tức là Nhật nữa. Rồi họ đem qua Việt Nam, tức là Việt Nam tức là sử dụng lao động nhiều hơn, tức là cái khai thác cái tài nguyên hoặc là sáng chế tại Việt Nam, thì đó là một cái khác. Cái đó dù có 20 năm, 30 năm nữa thì quý vị thấy thì đó là một sự phồn vinh có như là nằm phía bên ngoài thôi, còn thực chất là không phải là thực chất của Việt Nam. Và cái điều này cũng nhờ là cuộc thương chiến, thì đương nhiên bên này được thì bên kia mất. Thì nếu nhờ có cuộc thương chiến đó thì Trung Cộng nó mất mát rất nhiều, chứ đó các nước Đông Nam Á hưởng được nhiều. Thì đó là cái vận may hoặc là cái thời thế nó đến cho Việt Nam hoặc các nước khác ở Đông Nam Á mà thôi, chứ không phải là từ cái sức lực hoặc là từ cái trí tuệ mà của những người Việt Nam hoặc người lãnh đạo Việt Nam để tạo ra có thể thuận lợi cho người dân của nước này. Một cái tổ chức rất là thú vị là cái tổ chức là Lowy. Cái tổ chức này nó dựa vào nhiều cái lý do, nhiều cái tiêu chuẩn từ vấn đề khả năng quân sự, mạng lưới quốc phòng, từ mà tài nguyên và kinh tế, quan hệ kinh tế, cho đến ngoại giao, cho đến ảnh hưởng về văn hóa, cho đến sức kiên cường, và cho đến những cái nguồn tài nguyên của tương lai, vân vân. Họ dựa vào cái hiện phát triển hiện nay và sự phát triển của ngày mai trong nhiều lĩnh vực, từ quân sự,
ngoại giao, văn hóa, kinh tế vân vân, để họ định giá ảnh hưởng quốc gia đó trong khu vực, cái vai trò quan trọng quốc gia đó trong khu vực, họ xác định quốc gia đó ở tầm cỡ nào trong khu vực châu Á Thái Bình Dương và lãnh tụ nào hiện nay đang có uy tín trong châu Á Thái Bình Dương. Thì qua cái xác định của cái viện này đó, cái viện Lowy này đó, thì chúng ta thấy có 10 quốc gia được xem là thập cường của châu Á Thái Bình Dương. Trong vùng châu Á Thái Bình Dương nó có 28 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thì khi mà đọc cái bản tài liệu này, chúng tôi muốn coi thử là Việt Nam ở đâu. Thì chúng ta thấy trong cái 10 quốc gia đầu tiên không có tên Việt Nam, trong đó đầu tiên phải nói tới không ngạc nhiên Mỹ và Tàu. Sau đó thứ ba là Nhật, thứ tư là Ấn Độ, thứ năm là Nga, thứ sáu là Nam Hàn, thứ bảy là Úc, thứ tám là Singapore, thứ chín là Malaysia, thứ mười là Thái Lan. Xuống dưới đó tới Nam Hàn, Bắc Hàn, xuống dưới đó nữa thì tới Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng các ba quốc gia Đông Nam Á được xem vào hàng mà thập cường của châu Á Thái Bình Dương, đó là Singapore, Malaysia và Thái Lan. Đáng tiếc là không có Việt Nam. Rồi. Cái thứ hai nữa là gì? Chắc vì lãnh tụ mà ảnh hưởng đến cái khu vực này nhiều nhất, cái tầm cỡ ảnh hưởng nhiều nhất, thì đầu tiên ta cho là Tập Cận Bình, kế đến là Shinzo Abe của Nhật Bản, ba là Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, thứ tư là bà Jacinda Ardern của New Zealand, và thứ năm là Vladimir Putin của nước Nga, không thấy Nguyễn Phú Trọng. Đó. Như vậy chúng ta thấy rằng cái không có Việt Nam và cũng không có lãnh tụ Việt Nam là quốc gia có ảnh hưởng trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thì trong một tài liệu khác nghiên cứu thì mặc dù họ ca ngợi là Việt Nam có những bước tiến khá nhanh về vấn đề kinh tế, nhưng cái tầm mức còn rất là thấp, đang ở mức độ là kêu là lower middle income, là quốc gia có cái hàng thu nhập trung bình ở mức thấp. Và chúng ta cũng hy vọng là trong thời gian tới Việt Nam khá hơn. Nhưng mà với cái lượng mà đầu tư vào hạ tầng cơ sở của Nhật, của Trung Cộng, của các nước và Việt Nam như hiện nay và các nước Đông Nam Á nói chung, thì chúng ta sẽ tưởng tượng từ đây năm 2030 thì khoảng 2.000 mấy trăm tỷ Mỹ Kim để phát triển về hạ tầng cơ sở khu vực này, thì từ điện đốm cho tới đường dây điện thoại, đường dây cáp điện thoại, internet, rồi cầu cống, rồi hải cảng, phi trường, quý vị sẽ thấy cả một cái bộ mặt khác ở Đông Nam Á, không còn là bộ mặt của nghèo nàn. Chúng ta thấy cái tầm vóc của các nhà nước tư bản, tầm vóc của các công ty tư bản họ trục lợi như thế nào, và kể cả nhà nước cộng sản theo kiểu tư bản nhà nước đó là Trung Cộng, họ vào đó như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng cái sự thay đổi đó, thì chúng ta đáng tiếc là nếu cái đầu tư quốc gia đó, trừ của quốc gia đó thì tốt hơn, thì chẳng hạn như là nó mình đi một đôi chân của chính mình, hay là không thì mình vẫn là những kẻ bán bò hôi trên xứ mình, cho thay vì xứ lạ. Thay vì trước đây xuất khẩu lao động, xuất cảng lao động qua Nam Hàn, xuất cảng lao động qua bên Đài Loan, xuất cảng lao động qua Hồng Kông, thì giờ họ mang cái nhà máy họ vào Việt Nam, họ mang cái nhà máy LG, Samsung của Nam Hàn, thay vì ở Nam Hàn anh qua làm thuê, thì giờ đem về Việt Nam anh làm, thì anh công ty này cũng rẻ, là thuê nhân công Việt Nam tại Việt Nam rẻ hơn thuê nhân công Việt Nam tại Nam Hàn. Nhưng mà công ty nó lời nhiều hơn, giá đất nó rẻ hơn, không? Điện đốn thì giá thấp hơn, lời nó cao hơn, thuế má nó thấp hơn. Nhưng mà người dân Việt Nam lại vui mừng vì có việc làm. Nhưng mà cũng là mồ hôi, bán mồ hôi trên quê nhà, thay vì bán mồ hôi trên đất lạ. Thì mô hình kinh tế phải đi một đôi chân người khác, nhưng mà phải có những điều kiện đầu tư thuận lợi, môi trường thuận lợi để họ ở. Còn không thì họ sẽ đi giống như Trung Quốc, họ đi họ không thương tiếc, đến cũng không vì thương mà đi cũng không tiếc. Có mà nếu như đặt trường hợp nữa như Việt Nam hoặc là Bangladesh hoặc là Thái Lan hoặc là Malaysia chẳng hạn, mà nếu như họ có những cái tư tưởng từ từ giống như Trung Cộng chẳng hạn, người Xuân Nam trong cái thời kỳ mà nhận thập niên năm 1980 vậy, khi mà offshore này nó tức là cả cái công ty của Mỹ là lợi dụng cái nhân công rẻ và đất đai rẻ ở bên Trung Cộng á, rồi có thể là có những cái luật pháp nó dễ dàng hơn, cái đó Trung Cộng biết được, học được những cái đó,
nó có thể tự phát triển, có thể như vậy. Nếu như Việt Nam á, thì lợi dụng cái này, nếu như Việt Nam, người dân Việt Nam khôn ngoan, thì những cái công nhân hoặc là những kỹ sư đâu vậy, nếu như mình làm việc đó, thì có thể mình học hỏi thêm nhiều nữa, rồi mình tự lực cạnh tranh của mình, thì có thể năm, có thể 10 năm, 20 năm, 30 năm sau, có thể rằng là có thể đứng vững được ở Việt Nam. Yeah. Nhưng có thể rằng đừng có vì cái có thể vì mình sống sướng quá rồi mình quên đi cái vấn đề đối chân của mình, rồi kiểu như vậy. Mà đa số ở Việt Nam khi mà mình cảm thấy rằng là ok, mình làm thuê như vậy đủ ăn đủ mặc ở Việt Nam, rồi quên tự phát triển lại đi thôi. Rồi hy vọng rằng là ở trong đó mà nhờ cuộc thương chiến này, trong đó có bốn nước mà hưởng lợi được nhiều nhất, đó là Việt Nam, Bangladesh, Thái Lan và Malaysia. Thì trong đó nói về Việt Nam thôi, thì mặc dù thì Nguyễn Sang Nam nói vậy, tức là một cái bức bình phong, tức là nghĩa là cái bức bình phong của các công ty nước ngoài, các nước ngoài đem đầu tư vào Việt Nam và họ trục lợi mà thôi, chứ không phải là bộ mặt chính thức của Việt Nam. Thì tuy nhiên như vậy, thì nếu như mà hy vọng rằng Việt Nam ý thức được cái điều này, thì mình lợi dụng mình để mình học những cái kỹ thuật và học được những cái giao thương của các nước Tây phương và cái thể chế gọi là tư bản chủ nghĩa một cách dân chủ, thì có thể rằng là nó phát triển mạnh hơn. Sáng nay trong một chương trình CBS của trên đài CNN đó, thì Nam rất có thích về chương trình sáng chủ nhật của nhân vật tên là Farid, nhân vật bình luận người người Mỹ gốc Pakistan. Tây này nói rất là sâu sắc. Tây nói trong lịch sử nhân loại, tàu nó làm, Trung Cộng làm được một việc kỳ tích trong suốt lịch sử nhân loại. Và trong 40 năm, đưa 860 triệu người Trung Cộng từ nghèo đói sang phú cường. Ít nhất ra khỏi cái nghèo đói. Xóa nghèo. Gần 1 tỷ người Trung Cộng được xóa nghèo trong vòng 40 năm. Đó là một kỳ tích. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi mà cái FDI, cái đầu tư của quốc nó rút ra khỏi, thì cái thâm quyến là ví dụ, chúng ta sẽ có dịp nói chuyện về thâm quyến. Thì trong thời gian vừa qua, thâm quyến nó sụp đổ như là một cái ngôi sao sụp đổ. Anh biết thâm quyến bên này cái dòng sông bên này, bên kia là Macau, bên trước là Hồng Kông, nó thành là Greater Bay Area, một cái vùng đại vịnh, phải không? Nó trù phú cái kinh khủng 40 năm trước đó. Nó làm làng quê đánh cá nghèo nàn với các 30.000 dân làm chài lưới. Bây giờ nó làm một gần như một Silicon Valley. Nó cạnh tranh với Hồng Kông, cạnh tranh với Thượng Hải. Cái tốc độ mua bán làm ăn nó còn hơn Hồng Kông nữa. Nhưng mà cái cú đánh này của Mỹ vào trong thâm quyến đó là sơ sát và tiêu điều. Hoang mang và tột độ. Thì ta thấy rằng khi mà anh đi bằng đôi chân người khác thì nó như vậy. Là nó gặp mưa, gặp gió, gặp bão thì cái sự nghèo nàn nó trở lại. Cho nên đó. Không, mình nói phải cũng mình phải làm tiếng hưởng Nam. Thì giống như ông Jack Ma chẳng hạn, là một tay tỷ phú Alabama chẳng hạn, thì ông còn nói thế này. Thì cái trước là Trung Cộng là hàng nhái chẳng hạn. Thì bây giờ từ hàng nhái đó thì ông bị lên án rất là nhiều, các cái hãng mà có tiếng, hàng tên tuổi của Mỹ họ lên án ông rất là nhiều. Ông nói là hàng giả còn tốt hơn hàng thiệt nữa, ông nói như vậy. Do đó nên mua hàng giả, do đó cuối cùng ông xin lỗi đó. Nhưng thực tế mà nói, thưa quý vị, từ hồi nhái hàng giả đó, bây giờ họ có cái cơ sở, họ có cái khái niệm sản xuất như thế nào, bây giờ họ sản xuất ra. Thì nếu như Việt Nam mình, Nguyễn Xuân Nam mình nếu khôn ngoan như vậy á, thì có thể rằng là mình nhất là giới trẻ sau năm 1975 đến Nguyễn Xuân Nam, tức là một cái thế hệ mà gọi là giống như baby boomer, thời tập năng nổ nhất, một thế hệ mà làm việc nhiều nhất á, thì hy vọng cái thế hệ đó họ có thể ý thức được, họ tự ý thức được lại thôi, để họ có thể rằng là nó vượt qua Nguyễn Xuân Nam. Thì mình nhờ, tại vì mình có vốn. Bây giờ Việt Nam nó có vốn nhiều lắm, Việt Nam bây giờ cả nhiều vốn ngoài quốc phải trớn đâu, phải là không đâu. Mà nhờ cũng cảm ơn cuộc thương chiến Việt Nam, do đó Việt Nam hưởng lợi như vậy. Yeah. Nếu không có cuộc thương chiến thì Việt Nam thì cũng gặp khó khăn rất là nhiều. Thì khi này chúng tôi còn nói là vấn đề của công nghệ, thì giống như là nói là Apple có thể đặt một cái công nghệ thông tin ở Đà Nẵng lớn chẳng hạn. Thì nếu đặt ra nữa, nhưng mà dù có đặt đấy nữa, mà nếu như người Việt Nam mình là luôn luôn đi làm thuế để của công làm thuế tại Việt Nam, nhưng từ đó mà phát triển thì hy vọng thì qua đó thì mình thấy rằng là mình chấp lấy cơ hội đó để mà tự phát triển lại được sau này, đó là một điều tốt. Mà nếu như mình có cơ hội mình không chấp lấy, mình phát triển, thì đó là một cái lỗi lầm lớn nhất của mình. Cái điều quý vị, trước khi kết thúc các một điều này, chúng tôi nằm ở Silicon Valley thì người ta hỏi chúng tôi một câu mà vì sao Silicon Valley mới trở thành Silicon Valley duy nhất và độc đáo thế giới, và Trung Cộng đang học Silicon Valley điều gì, Ấn Độ học Silicon Valley cái điều gì,
Thì đó là bài học cho Việt Nam, không có dịp chúng tôi sẽ trao đổi thêm với quý vị. À, xin cảm ơn sự theo dõi quý vị. Mời quý vị subscribe vào, ghi tên vào, email vào trong cái channel chúng ta để quý vị sẽ nhận được những video mới thường xuyên chúng ta. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị cuối tuần vui vẻ. Dạ, xin chào quý vị và xin chào anh Nam. Và hẹn quý vị vào...